Hello, xin chào các bạn. Và cuối cùng thì ngày đó đã tới, lít nước hoa mùa hè dành cho nữ năm 2024. Và đương nhiên thì đây là video dành cho phân khúc tầm cao trên 3 triệu đồng. Có những lựa chọn có thể lên tới 7-8 triệu. Và những lựa chọn mà mình sắp sửa đưa ra ở đây có thể có những cái tên mà các bạn còn chưa nghe qua bao giờ, hoặc một vài thương hiệu mới bắt đầu cập bến thị trường Việt Nam, và hy vọng sẽ là một làn gió mới để cho các bạn nữ có thêm những cái lựa chọn dành cho mùa hè năm 2024. Mặc dù video lead nữ thì rất ít view, nhưng mà tôi vẫn làm theo một thói quen, và sau đây sẽ là những cái tên mà các bạn có thể tham khảo. Bắt đầu thôi. Ở vị trí số 5 đó là Peace Cardinal của MDCI. Một nhà nước hoa chắc là những người dùng cơ bản hoặc là những người mới biết tới nước hoa chắc chắn các bạn chưa nghe tới em này, hoặc có chăng thì sẽ làm máng máng một chút về Blue Satin. Và video về Blue Satin cũng như là một chút về thông tin thương hiệu MDCI thì mình đã làm ở đây. Ở tới thì tôi cũng sẽ có làm thêm một vài sản phẩm nữa và đi sâu hơn vào cái nguồn cảm hứng lịch sử của MDCI, thì hy vọng là các bạn ủng hộ. Mình tin chắc một điều, mỗi khi nhắc tới MDCI thì mọi người sẽ nghĩ tới một sản phẩm dành cho nữ, đó là COCOSAN. COCOSAN thì còn có hẳn một ly cocktail ở Dubai, nơi mà Century tọa lạc ở tầng 2, cũng như là nơi phân phối MDCI. Nhưng mà các bạn có thể thử Dubai ở phía dưới để có thể thử mùi hương của COCOSAN, nếu như nó chuyển biến thành một cái ly cocktail thì như thế nào. Nhân vật chính thì mình muốn nói tới đó là Peace Cardinal. Đây là mùi hương với chủ đạo là hoa trắng cùng với đào. Khi mà các bạn vừa mới xịt cái mùi hương này ra thì các bạn nhận thấy một bó hoa trắng thơm ngào ngạt. Nó làm cho mũi bạn gần như thức tỉnh mọi ngóc ngách luôn. Và em này thì nó làm mình nghĩ tới cái việc mà đối với những ai mà hay có thói quen là kiểu cắm hoa, các bạn hay đi chợ vào buổi sáng, đặc biệt là ở trên chợ hoa Quảng Bá, thì các bạn sẽ thấy rằng là những cái bông hoa hoặc là những cái bó hoa vào buổi sáng các bạn mua ấy, mùi hương nó trọn vẹn hơn, nó nhiều khía cạnh hơn so với một cái bó hoa mà các bạn mua vào tầm giữa trưa. Tại vì như các bạn đã biết thì cái mùi hương, cái phân tử mùi hương của các loại hoa ấy, nó cũng bị ảnh hưởng bởi cái yếu tố nhiệt độ, ánh sáng rất là nhiều. Thế nên là cái việc mà các bạn thấy rằng những chợ hoa họ thường xuyên họp vào đêm 2-3 giờ sáng cho rồi đến tầm 5 giờ sáng, không phải là tự nhiên là nó như vậy đâu, mà nó có lý do của họ hết. Vì khi mà mặt trời lên cao, nhiệt độ tăng thì nó cũng làm cho cái mùi hương nó không còn được giữ nguyên như ban đầu nữa. Thế nên là với những người mà người ta có thói quen cắm hoa sớm hoặc là chơi hoa thì người ta thường xuyên đi mua hoa vào những cái thời khắc như kiểu 4-5 giờ sáng, thì các bạn ngửi cái mùi hương Peach Cardinal này, các bạn xịt ra phát thì đúng như kiểu một cái bó hoa mới được hái ngay ở ngoài vườn đưa lên mũi người, không bị ảnh hưởng bởi cái yếu tố nhiệt độ làm bay mất cái trải nghiệm trọn vẹn của mùi hương. Sau đó thì mùi hương bắt đầu có sự biến chuyển. Nếu như các bạn ngửi kỹ thì ở cái phần top nó con này nó cũng có một cảm giác hơi xanh nhẹ nữa. Nó rất chân thật, đúng như một bó hoa chứ kiểu cầm ngoài đời sống hàng ngày luôn. Nhưng mà ở đây thì các bạn sẽ thấy một cái nét ngọt của đào. Ngọt của đào ở đây nó cũng không kiểu bột trột xuất hiện, mà nó sẽ như kiểu là một nhân vật thay thế đi ra từ đằng sau cánh gà. Và rồi thì các bạn sẽ thấy đào nó xuất hiện theo nhiều khía cạnh, từ cái màu sắc của cái phần mùi hương là một cái vai màu khá là sáng, cho đến cái việc trải nghiệm mùi đào hơi kiểu giòn giòn xanh xanh. Và khi mùi đào nó làm chủ đạo của mùi hương này thì đào ở trong Peach Cardinal nó cũng trở nên ngọt, thanh, đậm và có chiều sâu rất là rõ rệt. Và nếu như mà để dễ hình dung thì nó như kiểu là siro đào vậy. Và cái sự biến chuyển mùi hương này nó rất là mượt mà, cảm giác như kiểu đây là một bộ phim Hollywood mà hẳn có một cái đội ngũ editor chuyển cảnh cực kỳ mượt. Các bạn sẽ không cảm thấy vấp váp gì cả. Đấy cũng là những cái điều mà cái thương hiệu MDCI này mang tới trong những trải nghiệm mùi hương của họ. Dù là Peach Cardinal, dù là COCOSAN, Ship Balatang hay là kiểu Blue Satin, thì các bạn cũng nhận thấy cái sự biến chuyển của mùi hương cực kỳ dễ chịu, không có cảm giác gắt hay là kiểu hụt hẫng. Và cái vở diễn này nó sẽ kéo dài ở trên da các bạn đâu đó khoảng tầm 6 đến 7 tiếng. Nó sẽ trở nên rực rỡ nhất sau khoảng tầm 1 tiếng xịt. Có nghĩa là độ tỏa hương của Peach Cardinal này nó mang tới cho mình là khoảng tầm hơn nửa cánh tay, duy trì bền bỉ trong tầm 2 đến 3 tiếng.
và mùi hương nó sẽ dần dần lu bờ bớt đi và sẽ sau khoảng tầm 6 tiếng thì gần như là không còn gì ở trên da nữa. Nhưng với những cái ngày mà mình nghĩ rằng là nhiệt độ nó vừa phải thì mùi hương nó sẽ lưu tốt hơn. Nên là đây sẽ là một cái mùi hương mà rất hợp với những cái phong cách của những cái cô tiểu thư. Hình ảnh của Pete Cardinal nó làm mình nghĩ tới cái bộ phim Hoàng hậu Marie Antoinette. Đây là một hoàng hậu được mệnh danh rằng là phóng túng bậc nhất và cũng là hoàng hậu hình như là cuối cùng của Pháp. Các bạn có thể xem bộ phim đó. Với những ai mà có cái style kiểu ăn mặc ở trên kiểu ôm bó và những cái chiếc váy kiểu xòe rộng này, sau đó thì búi những cái kiểu tóc giống những cái hoàng gia quý tộc ở Pháp, ở những cái nước châu Âu, Anh nhất các thứ, thì các bạn có thể, thực ra tôi sẽ bảo editor để một vài hình ảnh của hoàng hậu đấy ở đây để cho các bạn có thể dễ dàng hình dung hơn về phong cách này. Một cái mùi hương rất tiểu thư, rất là hiện đại nhưng ở trong đó nó vẫn có một cái nét cổ điển. Thực ra thì đối với cá nhân mình, Pete Cardinal nó có cảm giác hơi kiểu lả lơi một xíu. Nó cũng rất đúng khi mà mình đã trao đổi với chủ của Century là chị Dương, thì khi mà mình bảo mùi hương này mình có gửi ảnh và cái bộ phim đấy cho chị Dương xem, chị Dương bảo chính nó, chính xác luôn đó. Thực ra các bạn có thể hỏi thêm, các bạn có thể dịch thêm cái từ Pete Cardinal ấy ra nhá, thì nó cũng có một cái vài cái ý nghĩa chơi chữ khá là hay ho và thú vị. Thế nên là với những bạn nữ nào có một cái vai cổ điển tiểu thư nó hơi nhẹ nhàng một xíu, không phải là kiểu bánh bèo kiểu chảy mỡ mà rất là năng động, có một cái sự lả lơi tự tin, thì mình nghĩ đây sẽ là một trong những con mà các bạn hoàn toàn có thể thử, một trong những mùi đào có sự cổ điển và cũng vẫn giữ được cái sự trẻ trung. Thêm nữa đó chính là cái độ tỏa của nó trong khoảng tầm 2 đến 3 tiếng đầu rất rất tốt, và nó sẽ là một trong độ tỏa để cho các bạn có cái nhận xét của những người xung quanh là à, cô này cô xịt nước hoa và mùi hương của cô ấy tỏa khá tốt, và bạn muốn được mọi người chú ý nhờ mùi hương của bạn, thì ở vị trí đầu tiên mà mình muốn giới thiệu đó là Pete Cardinal. Một cái lưu ý nho nhỏ về cái này đó chính là chai này thì các bạn có thể mua thêm tượng để bày và cái giá thành của mua tượng cũng đắt hơn. Ngoài ra thì cái chai nước hoa này nó có cái dui màu hơi kiểu nâu nâu một xíu, thế nên là các bạn nên hạn chế xịt lên những cái áo sơ mi trắng nhá. Cái tên ở vị trí số 4 chắc chắn sẽ là một cái tên đổi gió hơn so với lựa chọn đầu tiên. Ở kia thì cổ điển rồi, chúng ta đến với một cái gì đó nó hiện đại hơn. Đây là một thương hiệu đến từ Mỹ và nó dựa trên ký ức và hồi ký để có thể miêu tả lại một trải nghiệm cảm xúc trong một khoảng thời gian nhất định. Falling into Sea. Mùi hương này thì với cá nhân mình đánh giá nó sẽ là một cái vai cá nhân hóa nhiều hơn, trẻ trung hơn, dựa trên những cái trải nghiệm của cuộc sống, chứ không như em này, cổ điển. Falling into Sea thì tôi nhớ là tôi có video review, chắc là cũng mới lên gần đây thôi. Tại vì cái list tôi review xong thì tôi thường ném cho editor, tôi cũng không để ý lắm là chai nào lên trước, chai nào lên sau. Đấy, nên các bạn có thể tìm lại xem lại cái đường link nhá. Đây sẽ là một cái mùi hương mang được cái sự hiện đại, cái sự tươi mới, dạng người. Nó cũng trái ngược hoàn toàn với câu chuyện đằng sau về Falling into the Sea. Em này thì khi mà các bạn xịt ra thì như mình chia sẻ, đó là các bạn sẽ khó lòng có thể cảm nhận được dựa trên cái việc nghĩ tới một cái món đồ ăn hay là một cái cảm xúc nào đó. Mà đối với cá nhân mình thì mình sẽ nghĩ tới hình ảnh đôi chân trần, những ngón chân của mình đặt xuống cái bờ cát trắng, và rồi thì cát nó sẽ kiểu len lỏi qua những các ngón chân, và sau đó thì sẽ có mùi của gió thoảng trong đấy. Đó chính là cái vị ngọt của trái cây, mùi thơm của hoa, một combo rất là biển. Và đây là mùi hương mà mình hay nói vui rằng nếu như các bạn muốn cải thiện cảm xúc ngay lập tức, các bạn muốn đi biển ngay lập tức bằng trải nghiệm về mùi hương, hoặc là các bạn đang cần một mùi hương để có thể mặc đi biển cho phù hợp concept, thì chắc chắn Falling into the Sea là một trong những con mà các bạn hoàn toàn có thể mua. Em này thì cũng unisex, cả nam lẫn nữ đều có thể xài được. Chắc là một chiếc váy hai dây dài, xài dài xuống dưới đến tận chân, sau đó các bạn sẽ đi một đôi sỏ ngón và đeo một cái mũ cói, gài một cái bông hoa ở trên vành tai, và rồi thì xịt Falling into the Sea, các bạn sẽ cảm giác đúng như kiểu đang đứng giữa một bờ cát trắng, hít hà không khí của biển cả, và đâu đó sẽ có mùi của trái cây cùng với hoa đan vào,
đây là mùi hương mà mình nghĩ rằng là chắc chắn chúng ta không thể nào bỏ qua nếu như chúng ta nghĩ tới biển cả. Falling into the Sea. Và cụ thể hơn về hiệu năng cũng như là những thông tin khác thì các bạn hoàn toàn có thể tìm lại đường link ở trên này. Ok chưa? Thực ra thì tôi cũng đang hơi ốm nên là cái việc review nó sẽ bị hơi, các bạn sẽ thấy là cái mood cảm xúc nó sẽ bị tuột liên tục, các bạn cũng thông cảm nha. Rồi, bây giờ thì chúng ta đến với lựa chọn ở vị trí số 3, đó chính là Satori, perfume Satori, một nhà nước hoa đến từ Nhật, và đây là Hana Hiraku. Ten ten ten. Nhìn lạ không? Lạ chứ. Vì ở Việt Nam thì chắc chắn nhà nước hoa này các bạn cũng sẽ ít được biết tới. Hiện tại thì Satori đang được phân phối tại Sensio, và cô ấy cũng là nơi phân phối về nhà Tada. Thương hiệu Tada thì tôi cũng đã nói video rồi khá nhiều, làm vài con rất đáng mua của nhà Tada rồi. Thậm chí rằng trong list nam của Tada thì list nam của mình thì cũng có nhà hương Tada. Satori là một trong những mùi hương mà mình đã để dành. Thậm chí rằng tôi sẽ khai thác rất nhiều những sáng tạo của nhà hương này. Hana Hiraku là mở màn đầu tiên luôn. Hana Hiraku thì chính xác các bạn có thể thấy ở bên kênh bạn Ngọc và bên TikTok cũng có nói về em nó, và nó là một mùi hương rất 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 đáng mua nếu như bạn là fan của dưa vàng Ngọc Hoàng. Quả dưa vàng đó, chính xác đấy. Mùi hương này thì khi các bạn xịt ra thì như kiểu các bạn đang bổ những cái quả dưa vàng to đùng chín tới, và khi mà dao các bạn cắt vào phần vỏ, đi sâu vào phần ruột, sẽ có một cái nước ngọt chảy ra. Cái nước của những quả dưa vàng nó sẽ dính lên dao và rồi dính lên tay các bạn. Đưa tay lên mũi, hít hà. Một cái mùi dưa vô cùng chân thật, tươi mát, ngọt. Vị ngọt kéo sâu đến phần cuống họng. Đây sẽ là những gì cái phần top note của Hana Hiraku mang tới. Phải nói thật rằng với số nước hoa ở đằng sau, chưa tính vial và những mùi hương mà mình đã thử, chắc có phải tầm 3.000 mùi hương, thì tôi chưa thấy có một con nào làm mùi dưa vàng chân thật như em nó. Một mùi dưa vàng vừa chín tới, vừa đủ mọi thứ, tuyệt vời. Và bật mí thêm với các bạn thì Satori là một nhà hương mới reform. Họ mới reform lại thiết kế của họ, nhưng mùi hương của họ thì sau khi reform nó lại có một cái hiệu năng tốt hơn. Điều mà chắc chắn những nhà hương đến từ châu Âu họ không làm. Thường họ reform họ sẽ kém hơn. Mùi hương này thì sau khi mà try down ấy thì các bạn sẽ nhận thấy nó xuất hiện mùi của hoa trắng. Lại là một bó hoa trắng. Nhưng bó hoa trắng ở đây thì có cảm giác nó đã bung nở gần hết rồi. Có chút hơi tàn, hơi nẫu nẫu một tí, kết hợp cùng với cái vị ngọt của dưa. Và khi mà hai cái này nó quấn lại với nhau trở thành một tổ hợp mùi hương, thì các bạn cứ như kiểu là dùng những cái giọt kiểu nước ép ấy. Sau đó các bạn sẽ đổ lên những cánh hoa. Và cuối cùng ở trên da thì Hana Hiraku nó lên cái mùi bút sáp màu khá là quen thuộc. Lúc này thì mình không còn quá ấn tượng, nhưng mà với những cái gì ở phần top note và ở khoảng giữa mà Hana Hiraku mang tới, thì tôi nghĩ rằng là đây sẽ là mùi hương mỗi khi các bạn xịt, ai ai cũng phải hỏi rằng em xịt mùi gì mà ngửi lạ mà thơm như vậy. Trời ơi, nói thật là đây là chai đáng mua nhất. Gần như cả cái video này chắc chỉ có muốn mọi người thử em này thôi. Tất cả chỉ làm nền cho Hana Hiraku của Satori. Nói thật đấy, rất 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 đáng mua. Và về cái phần hiệu năng cũng như phong cách của em này thì mình nghĩ rằng là các bạn sẽ ở khoảng tầm 20 tuổi đổ ra, theo một cái style trẻ trung. Các bạn sẽ có một cái gì đó tự nhận thấy ở bản thân là sự thú vị, sự cởi mở, cũng như là các bạn sẽ mang tới một cái năng lượng nó mới mẻ, hấp dẫn đối với những người khác. Thì đây sẽ là mùi hương rất hợp với các bạn. Từ cái việc là các bạn có thể mặc quần jean cho đến những cái đôi giày sneaker, áo phông trắng, hoặc có thể là ôm body hơn một xíu, thì mùi hương này đều đáp ứng được mọi phong cách. Một cái mùi hương mà nó rất là kiểu hơi hướng kiểu Nhật, vì đây là một nhà hương đến từ Nhật nữa. Thế là mình nghĩ một phong cách basic cơ bản sẽ rất hợp với em này. Còn về độ lưu hương thì Hana Hiraku lưu trên da mình trung bình khoảng tầm 5 giờ. Tôi biết đây là một cái hiệu năng mà đối với những người mới chơi nước hoa các bạn sẽ có phần hơi lăn tăn. Nhưng mà 5 giờ thì mình đảm bảo là thừa sức ở trên da của các bạn. Trên da mình thì nó được nhỉnh hơn, nhưng mà mình không chắc lắm ở khoảng tầm tiếng thứ 6 đến thứ 7, vì nó phụ thuộc vào nhiệt độ khá nhiều. Còn độ tỏa hương thì con này nó sẽ tỏa tốt trong tầm 2 tiếng đầu. Đây là một trong những mùi đáng thử nhất trong cái list này.
thực sự đấy. Rồi, tiếp tới thì chúng ta sẽ đi tới một lựa chọn đào, lại là đào. Vâng, đào này thì liệu nó có trùng với MDCI Pit Cardinal không? Câu trả lời rằng không. Sau khi mà tôi lên list này xong, gần như xong nội dung hết, tôi mới nhận ra rằng, ồ, năm nay tôi làm trái cây và hoa khá nhiều. Từ nãy đến giờ toàn loanh quanh trái cây với hoa thôi. Và đặc biệt là đào, Inlay này thì có xuất hiện cũng một cái video review ở đây rồi. Nhưng mà nếu như các bạn không muốn một cái vai quá cổ điển như là ở MDCI, mà các bạn muốn một cái vai trẻ trung, năng động hơn rất nhiều, 18 đôi 10 đấy, lúc nào cũng nhảy nhót, lúc nào cũng tham gia những hoạt động cộng đồng, thì đây là mùi hương dành cho bạn. Có thể so sánh nhanh cho các bạn, nếu như ở Pit Cardinal sẽ là một cái mùi hoa ngào ngạt, ở đây thì ở phần top note các bạn sẽ nhận thấy những cái quả đào xanh giòn, giòn rụm luôn, rất là rõ rệt, nó không lên rõ hoa ban đầu. Ở đây thì là hoa xong rồi đào, ở đây thì đào xong mới hoa. Nhưng mà ở cái phiên bản này thì các bạn nhận thấy cái năng lượng, cái màu sắc của mùi hương nó sáng hơn rất nhiều, và nó dành cho thế hệ Gen Z nhiều hơn. Và chắc chắn những cô nàng trẻ trung, năng động, lúc nào cũng hướng tới cộng đồng, hướng tới những người xung quanh, cần một cái mùi hương để kéo mút đó, thì đây là mùi hương dành cho các bạn. Mỗi một mùi hương nó sẽ có một phong cách khác nhau. Từ hai cái lựa chọn này các bạn cũng có thể thấy rằng cùng là combo đào cùng với hoa, nhưng với cách làm mùi khác nhau thì nó cũng mang tới cái phong cách dành cho người mặc khác nhau. Cái này thì các bạn có thể xem review thêm nhé. Với mình thì mình thích Inlay hơn khá nhiều, vì tôi dù gì tôi vẫn rất là trẻ, tôi cũng không phải là thích cái vai cổ điển lắm. Nhưng mà con đào này thì cũng ngon nhá, tùy vai thôi. Con này thì trẻ trung hơn, con này thì hơi kiểu nữ cứng đầu một tí, nói chứ chắc đã nghe đâu, nhưng mà cũng khá là thú vị và hấp dẫn. Inlay của Memo. Và đây là nhân vật cuối cùng, Study của Liz. Nhìn trang thiết kế trông xinh không? Vâng, xinh đấy, đắt nữa, có 50 mil thôi mà. Nhìn trẻ xinh là đúng rồi, 50 mil như 4 triệu mấy, 5 triệu. Có lẽ đây sẽ là một cái mùi hương duy nhất ở trong này mình khuyến khích các bạn nên xịt để đi hẹn hò. Vì nếu như mặc mùi hương này hàng ngày thì tôi nghĩ rằng chắc là các bạn sẽ có phần hơi nhàm chán nếu như các bạn mặc thường xuyên. Còn nếu như mà các bạn để đi chơi thì chắc chắn đây là một mùi hương rất hay ho và thú vị. Nhà hương này thì bên Notsen có nói với mình rằng thực ra em muốn anh đẩy floating hơn. Nhưng mà đối với cá nhân tôi thì sau khi tôi trải nghiệm tất cả các mùi của List thì tôi đã chọn ra Study. Và trên quan điểm hai anh em làm việc với nhau, anh thích mùi gì thì anh review mùi đó, em cứ kệ anh đi. Thì tôi đã cầm con này về. Mùi hương này thì thứ nhất nó sẽ là một cái vai ngọt ngào, và cái thứ hai chủ điểm là xạ. Và cái mùi hương của Study này thì có nhà sáng lập mùi hương này cũng đã nói dự kiến là từ năm 2017. Đó là từ thời điểm đó thì mùi, những cái mùi xạ nó sẽ trở thành trend. Và đây cũng là một trong những mùi mà Liz họ làm ra để họ bám theo trend của thị trường. Khi mà các bạn xịt cái mùi hương Study ra thì các bạn nhận thấy cái nét ngọt rất là rõ rệt, sâu, rất tối, rất là thu hút, cuốn hút thì đúng hơn. Lúc đầu thì mình xịt mùi hương này ra, mình luôn luôn nghĩ tới hình ảnh đó là một cốc chè đỗ đen. Nhưng mà không phải là cái cảm giác các bạn ăn đỗ đâu nhá, mà là cái mùi mà người ta nấu cái thạch găng ấy, màu đen kết hợp với một chút kiểu nét ngọt của dầu chuối. Thực ra thì đấy là cái cảm nhận sau khoảng tầm 3 đến 4 lần khi tôi xịt. Nhưng mà sau này khi mà tôi test kỹ hơn để tôi cố gắng bóc tách để có thể đưa ra những cái hình ảnh liên tưởng để cho các bạn dễ dàng hình dung, thì các bạn cứ hình dung đó sẽ là cái nét ngọt của những cái quả lê chín kết hợp cùng với cái nét đường. Cái nét đường ở đây rất là rõ rệt nhé. Các bạn nào mà hay uống những cái nước đường, mà đặc biệt là với những người hào ngọt kiểu những loại đường phèn, thì đây sẽ là cái mùi hương như thế. Khi các bạn xịt ra, thậm chí rằng là nó có cảm giác hơi buji một xíu nữa cơ. Vì cái nét của Amphret này nó tạo ra một cái độ sánh trong phần mùi hương. Các bạn xịt ra, ngoài cái nét ngọt ra, các bạn nhận thấy cái mùi hương nó có một cái độ sánh hơi nhớt nhẹ ở trên da nữa. Thì đây là một cái khá là thú vị. Mới đầu tôi xịt mùi hương này, sau đó tôi cho người yêu tôi ngửi, người yêu tôi có cầm xịt thử. Và với cảm giác ban đầu người yêu tôi là vừa xịt xong phát, người yêu tôi bảo, ui, kinh nhá.
hơi say 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 say. Thì đấy là cảm nhận đầu tiên, đó là khi các bạn xịt con này ở phần top note, các bạn lại có cảm giác hơi say, ngây ngấy tí, hơi buzi đó, hơi cái nét rượu khá là rõ rệt. Nhưng mà sau khoảng tầm 15 phút thôi thì mọi thứ nó nhẹ nhàng dần xuống. Chủ đạo sẽ là cái mùi nước đường ngọt rất là dễ chịu. Và về sau khi mà ở trên da thì nó sẽ có một cái độ bông hơn, một cái độ kiểu creamy, hơi béo béo, nhưng mà chủ đạo của nó vẫn rất tối. Vì thế thì đấy là lý do mà mình cho em này vào trong cái việc là các bạn đi hẹn hò buổi tối mùa hè. Vì ở trong một cái không gian mà các bạn tiếp xúc một, các bạn cần gây ấn tượng bởi một cái mùi ngọt, thì đây sẽ là một cái mùi ngọt cực kỳ lạ lẫm, khó gặp ở trên thị trường Listudy. Và con này thì với mình độ tỏa hương của nó sẽ khoảng tầm nửa cánh tay thôi, và nó sẽ tỏa tốt trong vòng 1 tiếng đầu. Vì thế nếu như các bạn có ý định xịt để đi chơi thì các bạn hãy căn cái khoảng thời gian mà nó đang có độ tỏa tốt nhất để có thể gặp gỡ đối tượng đó. Còn về cái phong cách ăn mặc thì mình nghĩ rằng là đây sẽ là một cái mùi hương mà các bạn có thể mặc những cái đồ nó hơi gọi là có những đường cắt hơi táo bạo, ôm sát cơ thể một tí, kết hợp với mùi hương này nó ngon miệng đúng nghĩa, từ nghĩa đen cho đến nghĩa bóng. Kể cả mình nghĩ rằng là mùi hương này thì chắc chắn rồi, khi các bạn xịt ra thì các bạn sẽ chảy nước miếng, đấy là cái đầu tiên. Các bạn nghĩ tới một loại đồ uống có đường, thạch đen, thạch găng, bla blo, hoặc là ngay khi các bạn xịt mùi hương này lên, kết hợp cùng với một body nóng bỏng, một chiếc váy đen ôm sát cơ thể, chính bạn có khi nhìn vào gương các bạn thấy mình ngon thật. Tôi rất ít khi đưa ra những hình ảnh rất tế nhị như vậy, nhưng mà đây là một trong những con mà các bạn có thể sử dụng đi hẹn hò cực kỳ tốt. Với một cái vai mùi ngửi lần đầu, chắc chắn là anh chàng đối diện sẽ phải rất tò mò về mùi hương bạn mặc. Độ lưu hương của con này thì tôi nghĩ rằng chắc là khoảng tầm 4 tiếng 4 tiếng cho một lựa chọn như vậy. Nên là buổi đầu đi chơi thì tôi cũng khuyên các cô gái là nên đi chơi ở trong khoảng tầm 2 tiếng quay đầu thôi, để có thể gọi là chúng ta kéo cái dây nó giãn giãn nào một tí, xong rồi chúng ta nhả nó ra để người cầm đầu dây bên kia cảm thấy đau, hào hứng, thú vị. Đặc biệt là đàn ông thì người ta rất thích cái cảm giác được chinh phục, chưa chinh phục được người ta còn cảm thấy hấp dẫn hơn rất nhiều khi mà chinh phục được. Đó, thì một vài chia sẻ với các bạn những cái tip trong đời sống hàng ngày. Và con này thì tôi nghĩ khoảng tầm 18 đôi mươi là các bạn hoàn toàn có thể mặc được rồi. Còn cái việc là các bạn mặc hàng ngày thì tôi nghĩ chắc là tuần 3-4 buổi xịt đi làm thì ok. Giá thành thì cũng khá là cao nên các bạn có thể cân nhắc nhé. Và vừa rồi thì là 5 lựa chọn mà mình đã gợi ý đến các bạn trong mùa hè năm 2024 dành cho clip nữ ở phân khúc tầm cao. Với những cái phân khúc tầm cao này thì mình luôn hướng tới cái quan điểm đó là chúng ta sẽ tối ưu hóa và tập trung vào những cái thời điểm hoặc cái phong cách cụ thể, tránh cái việc là chúng ta lan man, chúng ta dàn trải một mùi hương dùng quanh năm suốt tháng thì nó không đúng nghĩa với những sản phẩm cao cấp. Càng cao cấp thì cái tính cá nhân hóa, cái tính vào những cái thời điểm nhất định nó phải cả đặt lên rất nhiều. Một cái áo phông màu trắng chúng ta có thể mặc nhiều dịp, nhưng với những bộ tuxedo thì chúng ta sẽ cần mặc những dịp nhất định, không phải lúc nào cũng có thể mặc ra được. Đó là những cái chia sẻ của mình. Và không biết là các bạn đã từng thử qua 5 mùi hương này hay chưa, hãy cho cảm nhận ở bên dưới để cho mọi người cùng biết. Và sắp tới thì sẽ là Lit Vetiver dành cho nam 10 con 10 con liền. Nếu thấy video hay, đừng quên việc like, share, ấn vào nút chuông theo dõi. Và tôi đang ốm nhưng mà tôi vẫn phải cố gắng quay video cho các bạn đấy. Vì thế đừng tiếc like nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.